Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tổng sự của blog tin thi, thi Để không bỏ lỡ những thông tin hay thì các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký nhé. Sau đây mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện khá là thú vị. Đừng bỏ dở khi chưa kết thúc câu chuyện nha. Từ ngày vừa mắt nửa đêm, chồng lại nghe tiếng động dưới gầm giường, thấy tấm vải trắng in bàn tay máu vết. Mẹ xin lỗi con. Mới bằng hoàng phát hiện ra sự thật. Tuy nhiên, từ ngày vừa mắt đêm nào Bình giật mình thoảng tốt vì tiếng khóc nức nở dưới gầm giường đánh thức. Mở mắt ra, trợn trưng nhìn xung quanh. Màn đêm tối om tĩnh lặng đến lạnh người. Tiếng khóc văng vẳng đó là của ai? Lẽ nào nhà có ma? Bình và Nga yêu nhau được 3 năm thì làm đám cưới. Không phải nói, bạn bè ai nấy đều ghen tì với đám cưới như mơ của cặp đôi. Nhưng không hiểu sao, nga lại cảm thấy trong tranh đến lạ bình tay giỏi có tài anh nói lại khéo léo bình rất chiều chủ nga nhưng đôi khi sự vô tâm của bình đã làm cho nga cảm thấy tuổi thân nhiều mà mới gần đây bình mới như vậy chính xác hơn là từ khi có được nga nga đã đánh đo trước đám cưới rất nhiều nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại con người ta có ai hoàn hảo đâu Đến Nga cũng có cả đóng những khuyết điểm đấy thôi. Sự vô tâm kia của Bình cũng lịch chỉ là mới phát sinh, Nga nghĩ là có thể sửa chữa được nó. Có ai ngờ, từ lúc cưới thì đêm nào Bình cũng đi nhậu với đám bạn, đi đến khuê mới về. "Anh à, em hơi mệt, anh hủy hẹn với bạn bè được không anh?" Giọng Nga thều thào. "Không được, cuộc hẹn này anh đã đặt lâu lắm rồi, em mệt thì lên giường nghỉ đi, tí anh về." nước mắt Nga rơi xuống. Kết hôn đã hơn một tháng mà chưa có ngày nào Bình về nhà trước 10 giờ tối. Và hôm nay, một tí của Bình cũng đến 12 giờ đêm. Quan tâm kiểu của Bình chính là Em nghỉ làm đi, mệt thì ở nhà mà ngủ, anh nuôi. Nga cười nghẹn ngào, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Rồi một ngày, Nga thấy trời đất trước mắt đảo lộn. Cô bị tai nạn trên đường đi làm về, Lê Trinh đến bàn uống nước Nga với tới điện thoại bấm rổ bình Chị nhành lại là những tiếng tút dài Nga đành bấm gọi cho em gái mình Rồi ngắt liệm Chị nhà đã mất Anh hãy nén lại đau thương Xin chia buồn cùng gia đình Nghe bác sĩ thông báo Cứ ngỡ mình đang trải qua cơn ác mộng Chứ không phải sự thật Bình suy sụp, suy sụp thực sự Nếu hôm đó Bình nghe điện thoại của Nga thì cô và con đã không bị mất quá nhiều máu mà bỏ mạng. Nhưng có đâu, có tự trách, có tự dằn vặt thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ngà đã mất, đã không còn bên cạnh Bình, chính sự vô tâm ích kỷ của anh. Anh lò mà chay cũng vãi rất chủ tắt cho vợ. Tuy nhiên từ ngày vừa mắt, đêm nào Bình cũng giật mình thoảng thốt vì tiếng khóc nức nở dưới gầm giường đánh thức mình. Mở mắt ra trơn trơn nhìn xung quanh, màn đêm tối om tĩnh lặng đến lạnh người. Tiếng khóc vàng vàng đó là của ai? Lẽ nào nhà có ma? Và ngày hôm sau, vừa chìm vào trong giấc ngủ, Bên lại tiếp tục nghe thấy tiếng khóc nức nở đó phát ra từ gầm giường. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Không lẽ có ma thật? Dưới gầm giường kia, có thứ gì đó mà lại tạo thành tiếng khóc nức nở như vậy cơ chứ? dồn hết can đảm bình bật đen rồi nhìn xuống gầm giường mắt bình tối sầm lại dưới gầm giường chẳng có gì ngoài mấy bộ đồ trẻ con tại sao chúng lại xuất hiện dưới gầm giường này cơ chứ bình lấy tay lôi đóng quần áo ấy ra bất ngờ có một chiếc khăn màu trắng bên trong có một bàn tay dính máu đưa tay nắm chặt mấy bộ quần áo bình sợ thấy một vực cưng cứng lật quần áo lên, bình thấy đó một cuốn sổ màu xanh. Đó chính là nhật ký của vợ anh. Từng dòng, từng chữ trong đó, chẳng có một lời nào là oán thán bình, mà sao bình lại thấy cay đắng dằn vặt đến như vậy. Anh đưa mắt nhìn thấy từng dòng chữ. Con ơi, mẹ xin lỗi, vì ham việc nên mẹ đã để mắt con. Hóa ra chỉ mang thai được hai tháng nhưng vì sự thờ ơ của chồng nên đã giận không nói do thể trạng quá yếu làm việc nặng dẫn đến sảy thai. Nhưng chị lại càng không dám nói với anh vì sợ anh lo lắng ảnh hưởng đến công việc. Đọc xong, nước mắt Bình rơi xuống. Phải rồi, từ lúc cưới vợ tới giờ đã bao giờ Bình hỏi han đến vợ. Bình hẳn hành, hành bản thân lắm. Giờ Bình chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Nga kể cho con trai nghe việc chị làm mỗi ngày vì con. Nhưng tuyệt nhiên không có một giọng nào nhắc đến Bình hình như là bình đã không còn tồn tại quá nhiều trong tâm trí của nga cầm số quần áo đó cùng cuốn nhặt trí ra vườn bình châm lửa đốt đi chắp tay lên trời bình mong nga tha thứ ngày hôm đó em cũng về lập một bài vị để thợ con anh đã mất khi còn chưa hình thành và chẳng thể tin nổi, ngày hôm sau tiếng khóc nức nở chẳng còn nữa bài học cuộc sống chúng ta có thể rút ra phụ nữ luôn là người hy sinh Họ luôn tự nguyện là một người vợ lặng lẽ đứng phía sau lò toàn nhà cửa để chồng có thể tập trung vào sự nghiệp. Nhưng mấy ai hiểu được sự hy sinh thầm lặng đó. Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường, nhưng với những người từng trải qua giống như Bình, thì đó là một nỗi đau nỗi sầu cay và cũng là một bài học về đạo làm chồng. Tiền quan trọng, nhưng không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình. Sự vô tâm của người chồng có thể giết chết một cuộc hôn nhân. Vợ là người quan trọng nhất Đừng để những phút giây vui vẻ hào nhoáng của thế giới bên ngoài cuốn phăng đi hạnh phúc giản dị nhưng đích thực của mình. Những câu chuyện mà chúng tôi cung cấp đến các bạn không phải là những câu chuyện vô bổ mà nó luôn gửi gắm đến những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người, về cách đối nhìn sự thế trong xã hội. Để đón xem thêm những video mới trên kênh, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký và chuông thông báo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau